còn xịt thêm cho lấy thử một cái trái nào đó cho gọt ăn thử coi cho bà đâu, cho đâu. Quý ông bà cô chú xem thử cái màu cam ở trong nó ngon không. Trái nào cũng ngon nha, cam này đẹp lắm, da mũn khé nè, đọc cho bà con xem nè. Rồi đó, đỏ mỏng vỏ này nè, đó coi nó mỏng dữ lắm, cam này nè ăn cũng đỏ nữa đó, bà con coi đó nói vì mà đợt này mình không có mà trà trút nhiều, cam tự nhiên nó đi rơi vậy. Coi nè, mỏng khé vỏ bà con, chín bông luôn. Ăn đi, thôi ra đâu có ăn, ăn gì nổi, ăn ngán chết. Mời ông bà cô chú dùng cam nha, ông bà cô chú. Bà con ăn đi. Mời ông bà cô chú dùng cam ăn. Con trái đẹp nè bà con. Cái màu nó đẹp lắm ông bà cô chú. Đẹp lắm. Cái này trái tự nhiên, còn cái như hái tánh tán rồi thì hái rồi, còn cái này thì mình hái cũng như là làm bông rồi còn thưa vậy đó, mình hái mình kiếm tiền Tết mua mứt rồi cũng bà. Thịt cá cũng bà. Thịt này không nhiều nhưng mà cùng nãy mình ba đất nè bà con mình ơi. Mà mình bán ít quá người ta không có hái, mà mình hái bán lẻ cân ngày 300 kg thì 8.000 kg. Mở bà cô chú nha. Này bình thường mình đi mình bơi xuống xuồng không bà cô chú. Giờ nếu mình đi trên bờ là mình không có thể nào mình đứng đi lên thẳng về đi được, khó lắm, nó chen mình chen hết. Cho nên đi dưới đây nè, nè ông bà cô chú xem nè. Đây mình bò không ạ? Trời ơi, nhánh này nó muốn gãy. Bớt. Trời ơi. Muốn gãy rồi. Cắt nhỏ như vậy nè, ủ không? Cái này là cam tháng 6 hả cha? Tháng 2, tháng 3. Cam tháng 2 hả? Nó giống như cái dừa 11 công dưới hả? Không, dừa 1 công dưới bự nữa, cái đó nhỏ. Sao mình đi thấy cuốn chặt bán mẹ hết đây. Bự chân này, mình lấy cái đâu đó. Bán bự này nè, ngồi trên chảnh ăn. Sao nào bự quá hả? Ngồi vô bao năm chảnh. Gạn gạn ba năm chảy quá. Để cây hoài cũng vậy rồi làm gì. Bà con ơi nè, trái nè, thấy không? Trái nè, vừa khoanh dài cho nè. Trái nè, nhiều quá, đây nè. Nè, nấu cho nè, thấy không? Ồ, ok nè, nhiều quá. Đây nè, chọc cái chân nữa nè. Thấy không? Nhiều quá. Trái nhiều quá. Cái này sắp đủ 300 kg chưa cha? Không chứ không biết nhiều. Anh ơi cho con xuống này cha, con xuống ở đây con ngồi đi. Nhiều quá. Để cho con xuống nha. Chìm không? Không. Này con thấy ngồi dưới xuồng mà cái xe cắt nó sướng hơn rồi trên bờ á. Ở dưới xuồng cắt sướng lên trên bờ. Trên bờ thấy khó đi nữa, bò khó. Đẹp cái cây cái dạng bao ngạn này nó quá chắc sung luôn đó ông bà cô chú. Hối thần cái cây nó khỏe, nó to, nó khỏe nè. Cái này nữa nó trái xuống nó quằn dữ lắm luôn. Chưa cắt tới đâu rồi cha? Hồi nãy giờ chưa đủ hả cha?
chóc bây giờ nè. Nó nhỏ nhỏ như đọt mắt luôn á. Vài tháng 2 rồi tùm lum chứ. Đầu xin chào ông bà cô chú nha. Thì cũng muốn chia sẻ thêm với ông bà cô chú là tại vì do ở đây mình đi làm ở trên Sài Gòn á, ông bà cô chú lâu lâu mới về đây thăm ba mẹ rồi với lại quay cho ông bà cô chú xem cái vườn này, lâu lâu quay cho nên không có ra clip thường xuyên. Ông bà cô chú xem thấy hay thì nhớ đăng ký, nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ giùm ông bà cô chú. Thì ở đây mình sẽ cố gắng lâu lâu cách vài tuần hoặc là 1-2 tháng gì đó sẽ về đây sẽ cập nhật cái vườn này, mấy vườn cam này cho các ông bà cô chú xem, chứ bình thường là cũng ít về. Đâu à? Ôi ôi nè, cây này trái nè. Nếu là tháng 6 không cho? Tháng 6. Trời ơi, trời ơi. Không thấy đường cắt. Chúng trái nhỏ hả? Chúng nhánh, không có chúng trái. Chúng nhánh nè. Không có trái. Ờ, nó có trái nè. Con trái. Được. Mấy cái nhánh này vô vô ra không được. Hình đi à. Đó, mình cắt nhà ha, cái gầm tay là chấp vậy nè. Còn mấy thằng đi cắt nó gầm nhầm thằng ẩu á, nó cắt vậy. Còn nè. Cái trái đó chóc trong ruột nó bị xớp không cho? Trong ruột nó cũng ăn được mà chắc nó bị ăn mà.
bữa nào nè có ai mà anh nào hả ai coi nè đâu nè thấy nói với chú khi nào có ấy thì cập nhật thường xuyên vườn này cho mà cho khán giả xem. Vườn này nè, vườn này bán năm rồi, 8 tấn rồi. Cháu con gửi này bán 18 tấn rồi bà con rồi. Giá 11 con rồi bán 18 tấn rồi. Chứ này mình vô mà mình bán lẻ mà vô mấy cái vườn mấy chục tấn chắc không ai mà bán hay sao? Đâu ai đã bán lẻ đúng không? Đâu bán chứ nhưng mà ngắn cái ví dụ quen lắm nó mới bán. Quen người ta chia lại thôi đó. Ừ. Chứ đâu có ấy đâu. Chứ nếu mà cắt lẻ lẻ vậy cũng hơi mất cơm. Cắt hết mà. Cái đọt nó cái đọt nè bà quăng xuống đọt đó ở đọt đó đọt đó thác thân cái đọt nè nè bà con
trái nè, ồ trái này dễ sợ, nhưng mà trái dữ lắm. Đầy da bà con ơi.